Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng quý vị và các bạn một cái sự cái quy định của pháp luật liên quan tới việc thẩm quyền tranh chấp ở tòa án, mà tôi gọi là đất ở đâu tòa đó xử. Quý vị và các bạn nhé, đất ở đâu tòa đó xử. Thưa quý vị và các bạn, thực ra nói một cái câu để mà cho các bạn cảm thấy vui và nó cũng dễ hiểu, chứ bây giờ nói về những cái thuật ngữ chuyên ngành luật thì nó cũng rất là khó khăn và nó không vô đầu nữa. Tôi có một tư vấn, có một cái vụ kiện. Thì trong cái quá trình tư vấn cái vụ kiện nó như thế này, quý vị và các bạn. Anh này ảnh mua đất thông qua cái hợp đồng ủy quyền. Tôi bảo ảnh rằng là tại sao anh lại mua đất thông qua cái hợp đồng ủy quyền. Thì anh bảo rằng là tại thời điểm mà anh mua đó thì lại không có đất, thì thiếu cái giấy tờ, cho nên cái người dịch vụ đã gọi là nói thôi ký ủy quyền, và anh đã ký tên sang tên đăng bộ qua cho một người chị ruột của anh. Rồi sau đó là chị ruột của anh lại tặng ngược cho anh, cho nên cái quy trình mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó cũng hơi lòng vòng, và cuối cùng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng là của anh. Thì bây giờ cái phía bên mà cứ tạm gọi là cái phía bên ủy quyền cho anh á, họ kiện anh, họ cho rằng là họ chỉ ủy quyền cho anh và họ yêu cầu hủy cái hợp đồng ủy quyền. Thì trong cái quá trình tư vấn cho anh về luật, vì hồ sơ này đang ở tòa quý vị và các bạn, cho nên tôi tạm kể một cái câu chuyện. Nó nôm na rằng là mua đất bằng ủy quyền, mà trong những loạt mà video trước tôi cũng đã nói đó. Thì hiện tại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh cũng đã vay ngân hàng với một cái số tiền gì đó, và tôi cũng đã tư vấn cho anh. Thì trong cái thông điệp thì tôi có nói với anh về cái quy trình tòa án, về cái thủ tục cũng như cung cấp chứng cứ. Thì anh bảo với tôi rằng là thôi bây giờ chị thu chuyển cái vụ của em về thành phố Hồ Chí Minh đi. Thật ra rất là vui, và tôi từ đó tôi mới mong muốn rằng chuyển cái thông điệp này đến quý vị và các bạn. Vụ việc của anh là ở tòa án huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đất, hai bên đất tranh chấp mua bán ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Mà quý vị và các bạn biết không, đất ở đâu thì tòa đó xử. Rất là cơ bản, và thông điệp của tôi đã trạo tặng cho quý vị và các bạn là đất tòa nào tòa đó xử. Giờ tôi lên Củ Chi, tôi mua một cái miếng đất. Thì không may mắn là trong cái quá trình mà tôi đặt cọc để mua miếng đất, thì cái người bán họ không bán đất được cho tôi nữa. Và bây giờ mà tiếp tục mua bán thì họ không mua nữa, mà trả cọc thì họ không trả cho tôi. Bây giờ sao? Phải đi kiện, mới yêu cầu họ trả lại. Vậy thì đi kiện là nơi? Đất ở Củ Chi thì kiện ở nơi Củ Chi. Như giống hồi nãy tôi nói với quý vị và các bạn, cái anh khách hàng của tôi đó, ảnh mua bằng hợp đồng ủy quyền, nhưng mà mua đất ở đâu? Thẩm quyền đất ở Gò Dầu. Thì bây giờ mình kiện ở tòa án huyện Gò Dầu. Thêm một cái ví dụ nữa nha quý vị và các bạn. Tôi có một cái khách hàng nôm na là như vậy quý vị và các bạn. Họ vay tiền và sau đó thì ký hợp đồng chuyển nhượng. Và khi ký hợp đồng chuyển nhượng thì đất ở huyện Đức Hòa, cho nên hai bên cái bên mà cho vay tiền họ bảo rằng là họ mua, họ bảo là họ chuyển nhượng, trong khi đó cái bên mà vay tiền họ bảo
thực tế rằng là ngoài cái hợp đồng vay tiền này, tôi còn ngoài cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này quý vị, tôi còn song song cái hợp đồng vay tiền và phải chọn thẩm quyền là tòa án huyện Đức Hòa quý vị và các bạn nhé. Chứ không thể nào mà mình nói mình đi kiện. Anh bảo với tôi rằng là khách hàng, anh bảo với tôi rằng, tôi nói thiệt với chị Thu á, nếu như mà tôi về thành phố Hồ Chí Minh là tôi có mối quan hệ quen biết nhiều lắm. Không đúng quý vị và các bạn. Thực sự trong cái cuộc sống hiện tại vẫn có những khó khăn trong việc chứng minh cái chứng cứ. Nhưng tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật. Tôi có tham dự cho đến thời điểm này thì có những vụ kiện chứng cứ cung cấp rất là khó khăn. Nhưng tôi nghĩ bằng cái sự công bằng để cho mình biết được rằng, và tôi nói thật với quý vị và các bạn, ngay luật sư có niềm tin nội tâm và bản thân thẩm phán họ cũng nhìn nhận được đâu là sự thật. Đâu là sự thật của vụ việc. Tôi có một cái vụ việc mà cái người cho vay á, họ ra tòa họ cãi rất rất là nhiều chứng cứ. Thì cái chị thẩm phán chị nói, tôi nói thật với anh đừng có cãi nữa. Cái sự việc, cái việc cho vay tiền như thế nào, tôi là cái người mà ngồi đây, chúng tôi hiểu. Nhưng nói thật với anh là chúng tôi muốn anh tự nguyện. Chứ thực sự ra bản chất của một cái hồ sơ chúng tôi hiểu. Đó là một cái câu rất thật trong cái quá trình tố tụng quý vị và các bạn. Và tôi rất là vui mừng khi mà có một cái sự đồng cảm của hội đồng xét xử. Vì họ làm nhiều, họ có năng lực, họ có bài bản, họ đúc rút ra nhiều trong cái quá trình xét xử ở tòa án. Họ nhận định đâu là chứng cứ và đâu là những cái hình thức che đậy của cái chứng cứ. Trở lại vấn đề của mình nha quý vị và các bạn. Thẩm quyền ở tòa án là thẩm quyền nơi có bất động sản tòa lạc. Nếu trong trường hợp các bên tranh chấp những cái việc gì liên quan đến bất động sản thì bất động sản nơi đó tòa lạc. Một cái ví dụ rất gần là ông A và bà B ly hôn, thì bất động sản tại nơi của các bên đang ở sẽ là tòa nơi các bên xử. Các bên tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đất ở quận 3 thì các bên phải nộp ở tòa án quận 3. Các bên tranh chấp về hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất thì đất ở đâu các bên phải nộp tòa ở đó. Vì đó được quy định rõ trong quy định của luật. Sắp tới thì tôi sẽ nói cho quý vị nghe về cái thẩm quyền của hình sự nữa, để quý vị và các bạn đều hiểu, để tự mình bảo vệ mình, tránh những cái trường hợp là có những cái người dịch vụ họ vẽ vời, họ đưa ra những cái thông điệp hồ sơ này khó lắm, hồ sơ như thế nào đó để họ hưởng lợi về mặt vật chất. Thực sự trong cái quá trình hành nghề luật sư thì tôi cũng có những cái hồ sơ mà những cái sự am hiểu pháp luật không đến, dẫn đến nhìn tình trạng mình đi quá xa cái hồ sơ. Đất, thưa quý vị và các bạn, đất ở đâu tòa đó xử. Đó là một cái câu slogan mà quý vị và các bạn sẽ dễ hiểu nhất trong các vấn đề. Và hy vọng trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ nói cho quý vị nghe về những cái điều mộc mạc nhất, chân thật nhất mà những người nông dân và cả những người trí thức đều hiểu. Tôi cũng suy nghĩ lắm quý vị và các bạn, tôi cũng đắn đo và tôi quyết định
dùng thuật ngữ bình dân để cho tất cả những ai xem cái chương trình Dân Ta đều biết luật ta phải hiểu. Còn nếu như trong trường hợp không hiểu thì mình đã không thành công rồi. Đây là một số những cái video mang cái thông điệp tuyên truyền và hướng dẫn là chính. Kính mong quý vị và các bạn có những cái đóng góp là gì thì xin để lại comment dưới, tôi sẽ mã hóa và giúp cho quý vị và các bạn, trả lời quý vị và các bạn một cách sớm nhất. Tôi xin trân trọng cảm ơn.